đan đào bông hậu, mỹ nhân Việt nhuộm tóc xăm mình có xứng đáng đăng quang hoa hậu, kim kim có hình xăm to ở cổ. Miễm Trần tha thu trên cánh tay. Các cuộc thi hoa hậu được nhiều khán giả Việt quan tâm và theo dõi. Bên cạnh các người đẹp tài sắc vẹn toàn, thì dàn thí sinh thoải mái thể hiện cá tính của mình như nhuộm tóc xăm hình cũng gây nên nhiều tranh cãi. Liệu dàn mỹ nhân vô tư thể hiện phong cách riêng như thế có xứng đáng trở thành hoa hậu Việt? Chương trình thực tế tìm kiếm hoa hậu chuyển giới do Hương Giang thực hiện được nhiều fan sắc đẹp yêu thích. Giữa sức nóng của cuộc thi, các mentor đều cùng dàn thí sinh của mình thực hiện những bộ ảnh đầy quyền lực. Trong đó, team Mai Ngô đã đăng tải loạt ảnh dàn mỹ nhân chuyển giới thả dáng trong những bộ váy đầy màu sắc nổi bật. Theo đó, hai thí sinh thuộc team Mai Ngô là Miễm Trần và Kim Kim gây chú ý hơn cả với hình xăm đầy cá tính. Được biết, Miễm Trần là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm nay. Cô nàng này có chiếc tattoo nhỏ trên cánh tay trái. Ngoài ra, Kim Kim, người đẹp bị loại thì có hình xăm to tướng ngay tại phần cổ. Trong cuộc thi Miss Fitness Việt Nam 2022, có thí sinh cũng từng gây tranh cãi khi xăm hình và nhuộm tóc sáng màu. Trong khi dàn người đẹp đều nền nã dịu dàng thì Thiếu Lan lại xuất hiện với vẻ ngoài cá tính, màu tóc bạch kim sáng rực và chỉ diện tiết áo tí hon. Khi đó, hoa hậu Kỳ Duyên và á hậu Thúy Vân đều khuyên cô nàng nên đi xóa hình xăm và nhuộm lại tóc tối màu nếu muốn đi tiếp vào những vòng trong. Khác với sự nền nã dịu dàng của hầu hết những thí sinh khác, Thiếu Lan ngay từ vòng casting hoa hậu thể thao Việt Nam đã mang đến hình ảnh nổi loạn, chân dài gốc Đồng Nai xuất hiện với mái tóc màu bạch kim và mặc áo ngắn cũ. Bên cạnh đó, tuyên bố vì đây là vòng đầu tiên, em không cần xuất hiện hoàn hảo nhất trước ban giám khảo cũng khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Chưa dừng lại ở đó, khi được host của chương trình là diễn viên Anh Dũng hỏi về hình xăm, cô cũng thẳng thắn trả lời cô từng xăm hình. Vốn tham gia một cuộc thi hoa hậu, việc màu tóc quá nổi bật và trên cơ thể có hình xăm khiến Thiếu Lan không được 100% ban giám khảo ủng hộ để đi vào vòng trong. Dân tình có lẽ không còn quá xa lạ với cái tên Phạm Thoại. Anh nổi lên từ việc livestream bán hàng online với giọng nói đanh đá dí dỏm nhưng chẳng kém phần hài hước. TikToker sinh năm 1996 ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi những lần xuất hiện lồng lộn chặt chém tại các sự kiện thảm đỏ thời trang. Với màn lên đồ này, Phạm Thoại đã gây bão cộng đồng mạng khi hình ảnh anh đi dự Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam được chia sẻ và truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt chẳng kém gì những thông tin về đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ Ngọc Châu. Nhiều người cho rằng trang phục của nam TikToker thiếu đứng đắn và không phù hợp với một sự kiện trang trọng tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Thoại có những bộ trang phục gây tranh cãi khi đi dự sự kiện. Với phong cách dị và lạ đời chẳng giống ai, anh đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ dù vấp phải các ý kiến trái chiều về thời trang. Ngoài ra, Phạm Thoại có cơ hội tham dự show thời trang Việt Nam International Fashion Week. Trong sự kiện, anh chọn outfit làm cộng đồng mạng liên tưởng đến một siêu nhân hồng khoác thêm váy trắng, và ngay lập tức nam TikToker đã hóa thân thành một ma nữ tóc dài sau khi bỏ lớp mặt nạ khiến dân tình mắt chữ A mồm chữ O. Không chỉ riêng các thí sinh mà các nàng hậu Việt cũng có những trang phục độc đáo, như là Ngọc Châu mang đến đấu trường nhan sắc quốc tế hoa hậu siêu quốc gia Miss Supreme National 2019 với mẫu thiết kế National Custom Lạc Vũ. Cô khiến người hâm mộ phấn khích và đặt kỳ vọng lớn vào thành tích cao nhất của người đẹp trong phần thi này bởi vì độ siêu hoành tráng của bộ trang phục. Là một người luôn sẵn sàng trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên chắc chắn sẽ không bỏ qua style lấy cảm ứng từ chim chóc thiên nhiên tại một sự kiện nàng hậu sinh năm 1998 gây ấn tượng khi diện một chiếc áo dài có phần khoác choàng mô phỏng chú chim lộng lẫy và kiêu sa, khiến dân tình không khỏi choáng ngợp. Trước đây, việc nhuộm tóc và xăm hình vốn là điều tối kỵ trong các cuộc thi hoa hậu, thậm chí những người đẹp có hình xăm trên cơ thể còn bị loại thẳng khỏi đấu trường sắc đẹp. Dường như các định kiến này đang dần biến mất nên các thí sinh cũng thoải mái thể hiện cá tính của mình nhiều hơn.